Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai thì trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống và Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Tý ở Cồn Khương, thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô phôi mai tứ quý. Hôm nay thì Zalo cũng có hàng khá là VIP với cô chú anh chị, mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho anh Tý, ủng hộ kênh luôn ạ. Em xin phép được clip với quý cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào anh Tý ơi. Chào Phương Phương ơi. Chào mấy chú mấy bác ha, mấy anh em ha. Hôm nay em lên là 11 phôi tứ quý. Dạ. 12 phôi với 12 phôi tứ quý. Dạ. 12 phôi tứ quý nha cô chú. Rồi. Đây là mã số 1. Dạ, mình vô clip luôn cô chú anh chị ha. Đầu clip là một phôi tứ quý luôn nha anh Tý. Tứ quý luôn. Cây này thì vàng xương cốt cành là dư chơi luôn rồi nha cô chú anh chị, đóng kích gập luôn nha. Để quá trời luôn anh Tý. Rồi để tròn vo như cái bánh xe luôn vậy. Vậy nó bóng bóng xuống ra ngoài cho chú anh chị. Đây đội tới đâu rồi để tới đó luôn nha. Dạ, rồi em xin số đo luôn ha anh Tý. Rồi. Cái này dai đế phải kẹt nha cô chú anh chị. Mã số 1 này là hoành nó 46 ha cô chú. Chiều cao của nó là 78. Dạ. Đường kinh đế nó là 79. Dạ rồi. Hoành đế là 220 nha cô chú. 201 nè. Dạ. Mã số 1 em giao lưu là 32 triệu. Dạ 32 triệu. Này tứ quý mà quá trời cái đế luôn nha cô chú anh chị. Trải đều nó không có lép bên giách đế nào luôn nha cô chú. Thoát thân thì cũng hợp lý với phân tàn nữa ha. Thoát thân 30 ba tắc à. Dạ. Dạ rồi thôi tứ quý đầu clip mã số 1 mình giao lưu giá là 32 triệu. Dạ. Rồi em đổi cây lên tí nha. Rồi. Dạ mã số 2. Mã số 2. Cây này một cốt trực quân tử luôn quý cô chú anh chị. Cốt cành thì đóng tứ diện luôn hả? Cốt cành lực lực không quý cô chú. Nó hơi dở cái đọt cái xíu anh em. Mình dắt lại cái đỉnh lại ha. Mà cắt thì kéo nhựa vô trùng luôn đó quý cô chú. Con này cái củ đế nó lớn lắm. Đế 2 năm nơ mà nó gom cái củ nha cô chú chị, đặc tính luôn ha. Cây này cũng không trống nhất nào luôn nha cô chú chị. Dạ rồi em xin số đo luôn đấy ạ. Rồi. Hoành 51 cô chú. Dạ. Tổng chiều cao là 72. Đường kính mẫu là 86. Cái củ đặt là 140 cô chú. Dạ. Này nó sổ xuống là được 40. Mã số 2 làm giao lưu là 65 triệu cô chú. Dạ 65 triệu nha cô chú. Cái dách bên đây là cứng ngắt luôn nha cô chú. Dạ, rồi, em đổi cây luôn nha anh Tý. Rồi. Thì tiếp theo cây mã số 3 nha cô chú. Rồi, mã số 3. Cũng là một em tứ quý luôn á cô chú. Rồi, cây này thì vàng xương chi cành, mình chơi với cây số 1 là hết sảy luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, để là khủng lắm nha cô chú. Không rễ là bụi bụi không luôn ha. Để lọn lọn không anh em. Cây này không trống thích tế nào luôn cô chú anh chị. Ra tới chiền bầu luôn ha. Cây này ra đế cũng nở nha cô chú anh chị. Nở hậu rất ngậu luôn á cô chú anh chị. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn thế anh Tý. Rồi.
Mã số 3 này hoành 49. Dạ. Tổng chiều cao là 78. Dạ, đường kính đế là 85. Hoành đế này 220 của chú ơi. Dạ. Đế này sổ được 4 tấc nha cô chú. Mã số 3 này em giao lưu là 67 triệu. Dạ 67 triệu nha cô chú anh chị. Đây này thân tàn đế rất là đều nha cô chú. Cốt cạnh khá là lực luôn đó. Dạ rồi. Rồi. Dạ cái số 4 nha với cô chú anh chị. Rồi mã số 4. Dạ, cũng một em phong cao xíu nha cô chú anh chị, một cốt trực luôn ha. Cây này thì chia cành đóng đều tứ chuyện luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành thì cây này quá quép. Dạ. Này lọc cái tàn cái nữa là ngon chơi nha cô chú. Nồi đế này cũng đẹp luôn. Cái củ gom rất là gọn. Một đống đế luôn ha. Nôm luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em sẽ xếp ra luôn một tí. Rồi. Hoành 50. Dạ. Tổng chiều cao là 96. Đế sổ là 40. Đường kính đế là 80. Hoành đế này 220 của chú ơi. Dạ. Nó sổ đều hết trơn nha với cô chú anh chị. Đế đặt đều hết. Mã số 4 này 72 triệu nha cô chú. Dạ. 72 triệu tứ ví. Cái số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 5. Dạ, số 5 cũng một em tứ quý nữa nha cô chú anh chị. Một thân một cốt luôn nha. Chi cạnh thì rất là lực nha cô chú. Mấy cái mặt khác này đang kéo nhựa mạnh hết rồi cô chú anh chị. Mình yên tâm sưu tầm luôn nha. Cái này nó cũng cơm nó củ đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi với cô chú anh chị mình xem người cảm nhận mình đi nha. Đây là đế trải chiều không trống nhất nào luôn á hả. Dạ, em xin sống sạch chứ ra đúng không cô? Rồi. Cây là hoành 47. Dạ. Tổng chiều cao là 1 mét. Đường kính bầu là 77 thôi chú. Hoành đế này là 200. Đế này sổ xuống là 3 tắc 6 nha cô chú. Cây mã số 5 mà em giao lưu là 64 triệu cô chú. 64 triệu tứ quý mã số 5 nha với cô chú. Cô chú anh chị mình xem lại cái dàn đế cho em nha. Cái này nó gom củ đế luôn nha cô chú. Rồi, em đổi cây luôn anh nha. Rồi, tôi phôi mã số 6. Mã số 6 tứ quý chi cành dạo luôn nha cô chú anh chị. Tay cành nó múa rất là đẹp, rất là duyên nha cô chú anh chị. Cái này là khối đế đặt luôn nha, không có sửa nha cô chú. Tự nhiên đế tự nhiên á. Đế sổ cũng khá là cao nha quý cô chú. Nó bỏ đều dắt hết trơn luôn nha. Dạ rồi, em xin số đo luôn em tí. Rồi. Cây này hoành 32 của chú ơi. Tổng chiều cao là 59. Đế sổ tự nhiên là 5 tấc. Dạ. Hoành đế nó 1m7 cô chú.
Cái này đế nôm mà còn rễ bự bự không cô chú anh chị? Này đế nôm tự nhiên luôn, không có sữa đế gì hết. Mã số 6 em giao lô là 18 triệu không cô chú? Dạ. 18 triệu, cây này tai chi nhão hết trơn nhau mấy cô chú. Rồi tới tiếp là mã số 7. Dạ, mã số 7 hàng bonsai lùng lực nha cô chú chị. Này nguyên cái cụm gừng luôn nha cô chú. Dạ. Này là liền hết nha cô chú ơi. Nguyên một khối liền luôn nha cô chú chị. Mà đế sổ mà nó gom đế cứ bầu luôn nha. Em xin thông số luôn nha. Rồi cái này em đo là đo cái tổng thể cái cụm gừng là thôi nha. Dạ. Nên là 67 nha. Dạ rồi. Đế sổ được là 30. Dạ. Cái củ đế đặt này là 100. Dạ. Rồi cái bệ đế ở đây là cái ngắt thôi, cô chú không có cái gì mà sợ. Mã số 7 này em giao lưu là 19 triệu. Dạ. Cái này là liền hết nguyên cái cụm gừng là liền hết nha cô chú. 19 triệu nha mấy cô chú anh chị. Cái này lên cái chậu cổ một cái nữa là biết luôn ha. Mã số 8. Mã số 8. Cái này cái đế nó như xà mì Hàn Quốc vậy đó cô chú anh chị. Nó gói gói đi nhất luôn ha. Nguyên khối đặt cứng luôn ha. Cái này mình vô cái chậu mình khoe cái củ đế này ra không biết nữa cô chú anh chị. Cho thông số của em này vậy. 24 hoành. Dạ, 24 hoành, cây này dốt cây lắm nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao 36. Nó lên 1 tấc 6 là đóng cốt cành này nha cô chú. Dạ. Củ đế này sổ được 27. Cái củ đặt của nó là 85. Dạ. Cái này nguyên một khối đặt luôn á cô chú. Cái này em giao lưu là 8 triệu thôi cô chú. Dạ, 8 triệu nha mấy cô chú anh chị, tứ quý. Hoành không có lớn lắm nhưng mà khéo cây nha cô chú anh chị. Dạ. Cái số 9. Mã số 9. Cái cây này cũng lùng lực đấy nha cô chú anh chị. Cũng nôm đế luôn ha. Cây này cũng quái quái nha. À, còn rẻ được cái cà bá nữa luôn á cô chú anh chị. Dạ, em xin số đo luôn anh nha. Rồi. Quanh em này cái vị trí này là 32. Nếu mình tràn qua đây luôn á thì nó 49. Đế sổ tự nhiên là 45. Tổng chiều cao của thân cây là 25. Mã số 9 này em giao luôn là 25 triệu cô chú. Dạ 25 triệu nha cô chú anh chị. Cái này có thằng cộng đế nơ mà nó quá quái lắm nha cô chú. Mặt cắt thì kéo nữa cho cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm luôn ha. Rồi. Nghe cái số 10. Số 10. Rồi cũng một em lùng lực bonsai luôn nha mấy cô chú anh chị. Một khối đế đông đặc luôn mấy cô chú. Cái dài đế nó rất là lực nha. Cái củ nó tròn vo luôn nha. Trống dứt đế nào luôn nha với cô chú anh chị. Cái này non mà nó gom đế chứ ha. Trên này cốt cành nó chia đóng tứ diện luôn nha cô chú. Dạ rồi em xin rồi. Hoành 47. Dạ. Tổng chiều cao 35.
cũ đế đặt là 110 nha cô chú. Đế này sổ được 30. Mã số 10 này em giao lưu là 42 triệu nha cô chú. 42 triệu tới quý luôn một con sai đây nha cô chú. Đẹp như khối đế luôn nha. Rồi. Ốc. Dạ 11 nha cô chú. Chị em này thì phơm cao đúng không ạ? Phơm cao một cốt cành đều nha cô chú. Ôi trời trời. Chị cành thì đóng tứ diện luôn quý cô chú vậy ha. Đế bài bắt đều hết trơn cô chú. Cốt cành này khỏi chê. Rồi em xin cái đôi luôn nha. Hoành 44. Tổng chiều cao 1m17. Đường kính đế là 60. Mã số 10, 11 em giao lưu là 14 triệu cô chú. Cây này cũng cốt cành đóng đều luôn nha quý cô chú anh chị. Cũng sẽ có đâm một luôn rồi ha. Cây này đây về khơi bầu trồng nha cô chú. Đây nó có hai cái thẹo cô chú. Bé nơm đó hả? Để nó bán bấu xuống rất là lực luôn nha. Rồi em đo đây thì hoành 41. Đo này không mà hoành 30 nha anh em. Tổng chiều cao của nó là 1m09. Đường kính đế là 60. Đế nó sổ xuống được 30 nha cô chú. Cái này em giao lưu mã số 12 em giao lưu là 7 triệu. Dạ 7 triệu nha cô chú, mã số 12, con khôi tới quý. Cây này trực con cao đây nha cô chú. Khôi mai vàng cô chú. Dạ, khôi mai vàng. Hồi nhìn nữa là quái luôn quý cô chú anh chị. 42. Mã số 13. Quái thú nha. Đây một cây mai vàng quái nha. Dạ. Này đã đâm tuột sống khỏe hết trơn rồi cô chú anh chị mình yên tâm ha. Có gửi chị phía trước luôn ạ. À. Giống có hai cái giò ha. Đó, hai cái giò bỏ ha. Hàng thú nhiều chân. Dạ, dạ. Em xin cái đó luôn ha. Rồi. Hoành 23. Dạ, vị trí thêm 53 rồi. Cái mình em thú này là được 33. Tổng chiều dài của nó là 45. Cây này em giao lưu là 4 triệu 2 cô chú. Dạ 4 triệu 2. Thú này nhìn nó cũng quái lắm, cũng gai góc lắm nha cô chú. Về là mình đóng coi siêu bông bình lợi vô cái nữa là ok luôn ha. Dạ. Đẹp luôn ha. Cái chậu này mình có ship luôn không anh? Ship luôn cái luôn cái chậu luôn á. Dạ, ship luôn chậu luôn 4.200.000 nha cô chú chị. Giá quá bèo nhèo luôn. Dạ. Dạ rồi. Cái này cuối clip phải không anh Tý? Cuối clip. Dạ. À anh Tý có muốn nói gì thêm không ạ? Thôi cuối clip rồi em xin chào cô chú nha. Mấy anh chị ủng hộ mấy phôi mai vừa qua của em ha. Dạ. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang luôn ạ.